Chào mừng anh em trở lại với Auto Việt Nam. Trong vài năm trở lại gần đây thì tín dụng cho vay là hình thức phổ biến để kích thích nền kinh tế phát triển. Chính vì vậy, ngân hàng nhà nước cũng đã có những cái hình thức nới lỏng cho vay đầu tư rất nhiều những mảng liên quan đến tài chính tiêu dùng. Trong đó có hình thức mua xe ô tô trả góp. Có rất nhiều những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đang cần sự hỗ trợ tài chính đến từ ngân hàng để mua xe ô tô nhưng lại không hiểu rõ các quy trình và quy định và những yếu tố cơ bản cần thiết để ngân hàng có thể hỗ trợ. Bởi lẽ vậy, ngày hôm nay Auto Việt Nam xin phép được chia sẻ với anh em 8 bước để anh em có thể có thêm thông tin hiểu rõ về hình thức mua xe trả góp này. Bước 1, khách hàng làm việc với nhân viên bán hàng tại đại lý để được tư vấn về các thủ tục, quy trình cơ bản khi mua xe ô tô qua hình thức trả góp. Thứ nhất, nhân viên bán hàng sẽ tư vấn khoản tài chính tối thiểu mà bạn cần phải có để đủ điều kiện mua xe trả góp. Ví dụ, đối với chiếc xe khoảng 1 tỷ đồng, điều kiện tối thiểu của các bạn là cần phải có ít nhất là 20% của 1 tỷ đồng ấy, tương đương với khoảng 200 triệu đồng và bao gồm cả chi phí đăng ký xe. Lưu ý, chi phí đăng ký xe là khoản mà ngân hàng sẽ không tài trợ. Bên cạnh đó, nhân viên bán hàng sẽ tư vấn sơ qua về lãi suất vay của một số các ngân hàng và các gói vay khác nhau tùy vào điều kiện và nhu cầu của bạn. Thứ hai, sau khi khách hàng trao đổi với nhân viên bán hàng bên đại lý và kết quả là đưa ra đồng ý thỏa thuận mua bán xe, đồng thời cảm thấy bản thân mình có đủ điều kiện để đáp ứng với số tiền tối thiểu và số tiền đăng ký xe, thì nhân viên bán hàng sẽ thu thập thông tin cơ bản của bạn để làm hợp đồng mua bán và đặt cọc xe. Ví dụ, chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu hiện tại nơi sinh sống của người đứng tên mua xe. Thứ ba, sau khi đã đặt cọc và ký hợp đồng mua bán xe với bên đại lý, nhân viên tư vấn bán hàng sẽ chịu trách nhiệm liên hệ với ngân hàng gần nhất, đáp ứng với điều kiện lãi suất vay và gói vay có thời hạn phù hợp với nhu cầu của bạn đã thỏa thuận và trao đổi trước đó. Bên cạnh đó, nhân viên bán hàng sẽ có trách nhiệm chuyển mọi giấy tờ xác nhận bạn đã làm việc với bên đại lý bán xe, ví dụ một hợp đồng mua bán có chữ ký của hai bên, giấy đặt cọc mua bán xe. Bước 2, ngân hàng tiếp nhận thông tin và thu thập thông tin cơ bản. Thứ nhất, thu thập thông tin cơ bản về pháp lý như là số chứng minh thư nhân dân cũ, mới của vợ và chồng, sổ hộ khẩu người đứng tên xe và địa chỉ hiện tại nơi bạn đang sinh sống, giấy đăng ký kết hôn đối với cá nhân. Còn đối với doanh nghiệp thì ngân hàng sẽ kiểm tra thông tin cơ bản pháp lý qua mã số thuế, số chứng minh thư nhân dân cũ, mới của người đại diện pháp luật, điều lệ công ty và bản sửa đổi điều lệ, giấy chứng nhận mẫu dấu. Thứ hai, sau khi ngân hàng kiểm tra tình trạng tín dụng của bạn trên hệ thống của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia CIC, nếu các bạn đang có dư nợ, chưa trả hết một tổ chức tín dụng nào đó nhưng có ý thức trả nợ đầy đủ và đều đặn, không thường xuyên bị nhắc nhở hoặc chưa có dư nợ ngân hàng bao giờ, thì ngân hàng đã có thể đánh giá bạn là khách hàng tiềm năng. Còn ngược lại, nếu bạn đang có dư nợ một tổ chức tín dụng nào đó, thường xuyên bị nhắc nhở trả nợ, trả chậm, chây lì, thì ngân hàng sẽ gần như không thể quyết định cho bạn tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Bước 3, ngân hàng thu thập thông tin trực tiếp, thực tế thẩm định tài sản, gặp trực tiếp người có nhu cầu tiếp cận khoản vay. Thứ nhất, chuyên viên ngân hàng sẽ phải qua địa chỉ nơi cư trú của người đứng tên vay mua xe để kiểm tra thông tin thực tế và thẩm định tài sản. Trao đổi trực tiếp với người đứng tên vay mua xe về một số các quy trình và quy định của ngân hàng đối với hình thức vay thế chấp xe. Và ngân hàng cần người đứng tên mua xe cung cấp một số các giấy tờ để chứng minh thu nhập, ví dụ như 1. Hợp đồng lao động, 2. Bảng lương sao kê 6 tháng gần nhất, 3. Bản sao hợp đồng tín dụng và khế ước nhận nợ đã ký với các tổ chức tín dụng khác nếu có, 4. Ảnh chụp nơi cư trú. Thứ hai, chuyên viên ngân hàng sẽ phải qua địa chỉ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở công ty, trao đổi với kế toán hoặc giám đốc công ty, thu thập một số các giấy tờ chứng minh tài chính của công ty, ví dụ như 1. Báo cáo thuế hoặc báo cáo kiểm toán của công ty trong vòng 2 năm gần nhất, 2. Tờ khai VAT 6 tháng gần nhất, bảng kê chi tiết nợ vay, các khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho, 3. Bản sao hợp đồng tín dụng của công ty đã ký với các tổ chức tín dụng khác, 4. Hợp đồng kinh tế đầu vào, đầu ra với các đối tác và hóa đơn VAT, đầu ra và đầu vào của công ty, 5. Sao kê tài khoản năm trước đó, 6. Hợp đồng cho thuê nhà hoặc sổ đỏ, 7. Ảnh chụp công ty. Bước 4. Sau khi chuyên viên ngân hàng đã nắm được toàn bộ thông tin của khách hàng có nhu cầu vay mua xe, khoảng 48 giờ sau, ngân hàng sẽ ra thông báo cho vay với số tiền đáp ứng điều kiện dựa trên khả năng tình hình tài chính của bạn. Bước 5. Khách hàng nộp tiền đối ứng cho bên bán xe để đại lý xuất hóa đơn đi đăng ký xe. Thứ nhất, sau khi ngân hàng ra thông báo cho vay,
tức là đã cam kết với bạn và bên đại lý bán xe là sẽ thanh toán nốt số tiền tài trợ còn lại. Vì thế, bạn hãy nộp nốt số tiền còn lại mà ngân hàng không cam kết tài trợ. Ví dụ, giá trị xe 1 tỷ, ngân hàng ra thông báo cho vay là 800 triệu. Suy ra, số tiền bạn phải nộp vào tài khoản của bên đại lý bán xe là 200 triệu đồng. Thứ hai, sau khi bên đại lý bán xe đã nhận được tiền đối ứng của bạn và giấy thông báo cho vay của ngân hàng tương ứng với giá trị mua bán xe đã thỏa thuận trong hợp đồng, bên đại lý bán xe sẽ xuất hóa đơn đỏ giá trị gia tăng và đi đăng ký xe cho bạn. Lưu ý, chi phí đăng ký xe là do nhân viên bán hàng và người mua xe thỏa thuận kê khai chi phí đăng ký, đại lý và ngân hàng không liên quan. Bước 6, sau khi đã xuất hóa đơn xe và chuẩn bị đi đăng ký xe, thứ nhất, tốt nhất bạn nên giao cho nhân viên bán hàng, những người có chuyên môn trong công việc đi đăng ký xe để dễ dàng thuận tiện. Thứ hai, đối với chủ xe cá nhân thì người nào đứng tên xe thì phải ra trình diện công an đăng ký xe để bấm biển. Thứ ba, đối với công ty, tổ chức hoặc ban ngành đoàn thể thì chỉ cần giấy giới thiệu ủy quyền cho bất kỳ ai và có chữ ký, con dấu của thủ trưởng hoặc giám đốc công ty. Thứ tư, sau khi đăng ký xe thành công, cơ quan công an sẽ phát cho chủ sở hữu xe giấy hẹn lấy đăng ký. Thông thường, chuyên viên ngân hàng sẽ chờ sẵn cầm giấy hẹn và nộp vào kho lưu trữ. Bước 7. Sau khi đã đi đăng ký xe thành công. Thứ nhất, nhân viên bán hàng sẽ mang biển gắn lên xe và đi đăng kiểm. Thứ hai, khách hàng sẽ lên văn phòng giao dịch của ngân hàng để ký hợp đồng tín dụng. Bước 8. Sau khi ký hợp đồng tín dụng thành công. Thứ nhất, sau khi ký hợp đồng tín dụng, bạn sẽ chỉ cần chờ ngân hàng giải ngân số tiền tài trợ có trên thông báo cho vay sang bên tài khoản của bên đại lý bán xe. Thứ hai, nhân viên bán hàng bên đại lý bán xe có trách nhiệm theo dõi tiền về tài khoản của công ty mình. Nếu đã thanh toán đầy đủ, nhân viên bán hàng làm mọi thủ tục cần thiết còn lại để bàn giao xe cho khách hàng. Cảm ơn anh em đã tham gia theo dõi. Và nếu như anh em cảm thấy video clip của chúng tôi hay, ý nghĩa và bổ ích thì hãy ủng hộ Auto Việt Nam bằng cách like và share, đăng ký theo dõi bằng cách rung chuông ở góc phải màn hình của các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.